Mà có Con giọng bởi vì con là cháu ngoại con mà không muốn là ngoại thất vọng. gì hả? Dạ. Rồi ra đây chú chú gắng lại em cái. Yeah. Bà lớn bà nhỏ thì ghê Đang vậy. nhàn nóng. Ta Hiểu đang không? đang đang nhán trong tay Ừ. Rồi khoan mình chào quý vị cái đi. nè. Rồi quay qua đây ha. Con là em của quý hả? Nghe là em con Rồi mình đứng nè. Chào quý vị đi nha. vòng vòng đi được Dạ không? bà cô đi đi bà cô bà bác đi đi bác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thì lễ kính Đức Phật Đức Thầy. Thì kính thưa quý ông bà cô bác anh chị em và quý vị kính mến. Bên hai hoài thương cũng như là có một cái nhân duyên đến đây gặp cháu quý. Thì cháu quý là một người đó là có thể nói rằng là không biết chữ và cũng như đó là mọi người cũng biết rằng là cháu là về không hộ môn này kia đó, nhưng mà hôm nay đó là cháu biết được cái nhân duyên với Phật pháp để cháu biết được kinh Phật giảng và bài cúng lại. Thì Đức Thầy có nói rằng đó là tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng của quyền sớm tối mới màu. Bởi vì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo á, thì thường cúng lại một ngày hai thời, sáng và chiều, bởi vì sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Có thì sau cũng sẽ đắc quả trong cõi ta bà đời thượng quan thức sắp tới. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay cháu sẽ là hướng dẫn cho người em của mình là cúng cho bà con chúng ta cùng xem ha. Rồi. Đọc lớn lên nghe con. Từ ngày cuối từ ngày đúng rồi. Nam mô A Di Đà. Nam mô. Thế rồi xong rồi đó con đã thấy đủ rồi. Ê. Cô kính dâng hương trước cửu quyền, cầu cho thất tổ chứng lần thiền. Nay con tỉnh ngộ quy Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Cái tay đưa lên trán Nguyễn nha. Cúi đầu lại tạ tổ tông. Sáng ai cắm hương cái con để chú cắm hương nhìn cho. Con cắm tới không? Không tới. Không tới nha. Cho Lấy nó. cái ghế kìa, lấy cái ghế kìa. Đi Con đang rồi cầm cái ghế rồi, không tới được. ha. Bóng liều là thử. Rồi. Cúi đầu là tạ tổ tông bớ sinh dưỡng ngày công nhật nhằn. Dạy con xin giữ đạo hành, tu cầu trong tổ khi thân Phật đài. Vẫn làm cho đạt mặt ngoài khắp nơi. Hổ hải liên đài được lên nhờ đức cả bề trên. Được coi ổn những bằng cầu tu. Nam mô A Di Đà Phật. Đứng dậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thế Rồi, có nhang, có nhang chưa? nhang Có nhang mình gặp mặt không? bàn thờ Phật đó, Ừ, Tam Bảo ở trên á. cây nhang rửa Ừ. Nhang con có đốt chưa? chiều để cho ông Đốt đi ngoại con, đốt khi của con gì hả? Gì bên đường Nguyễn Không phải không? nguyện không cũng được, Gì Nguyễn Không Nguyễn đi. đâu cần nhang đứng gì luôn, hỏi về cũng được. Nam mô được mà Học lớn lên xách tay đưa lên trán nguyện con. Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập phương Phật. Nam mô Thập phương Pháp. Nam mô Thập phương Tăng. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Trường Đẳng Đại Thần. Chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non phải núi, cả muốn chứng minh. Nên con nguyện cả hết năng làm lành lãnh dữ quy mấy ngày tu hành cho Phật đạo. Nam mô gì được anh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
thế giới đệ từ đại bi phổ độ chúng sanh a di đà phật. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên quan hội tượng phật tự bi phật dương độ chúng thế giới bình an. Nam mô nhị nguyện cầu của thích tổ tịnh độ chi sanh. Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu thầy đường tăng long đức hậu phụ mẫu quốc tứ giảng cây phương. Nam mô tứ nguyện cầu phát tán dạng dư từ tâm ác ái giải thoát quay liên. Nam mô ngũ nguyện cầu phật tổ thầy tự bi xét tội đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh nhất đạo quả. Nam mô di đà phật. Nam mô a di đà phật. Nam mô đại chí Bồ Tát nữa. Tập của cúng thần này thì dễ dàng ăn bánh thôi, chứ không thua gì đâu. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thập phương Phật. Nam mô thập phương pháp. Nam mô thập phương tăng. Nam mô Phật tổ bằng Phật thầy quan thượng đẳng đại thần chư quan cụ thần vị sơn thần khi vị năm năm bảy núi cảm ơn chúng mình hai câu nguyện tại hóa năng là lãnh giữ quy thêm mấy ngày tu thiền cho Phật đạo. Nam mô y đà. Đọc ra từ chữ rõ rành mạch ra rồi đứng dậy. Đúng vậy. Sáu một hả? Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh a di đà phật. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên quan hội tượng phật tử bi Phật dương độ chúng thế giới bình an. Nam mô nhị nguyện cầu quyền thích tổ tịnh độ chi sanh. Nam mô tam nguyện cầu mỗi thầy đường tăng lối thọ mỗi thứ giảng tây phương. Nam mô tứ nguyện cầu mỗi tánh dạng dân thì đã mất ái khắp mê ly. Nam mô ngũ nguyện cầu Phật tổ thầy đưa sát tội đệ tử chơi lơi tịnh sự chứ quả thông minh với tự quả. Từ chữ rõ ràng nghe không? Đi đập Phật. Ai đi gặp Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô đại chư Tát. Nam mô Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Lớn lên. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên quan hội tượng Phật tự vi Phật chương độ chúng thế giới ai à. Nam mô nhiều nguyện cầu của thất tổ tịnh độ siêu sanh. Nam mô tam nguyện cầu mỗi thầy đường tăng long phước thọ cùng mỗi quốc thứ diệt giảng tây phương. Nam mô tứ nguyện cầu có tánh dạng nhân người ta mắc ái khắc minh ly. Nam mô ngũ nguyện cầu Phật tổ và thầy tự vi sát tội đệ tử tiêu tai tịnh sự chứ quả thông minh như tự quả. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô đại chư Tát. Nam mô Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm rõ ràng. Nam mô đại chư Tát. Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Ông này đúng. Bên trái. Bên trái giống nhiều quý rồi con. Bên đây. Chưa đọc một quỷ cái gì? Chưa đọc một quỷ cái gì? À ha. Đồ ngốc ngất. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên quan hội tượng Phật tự bi Phật dương độ chúng thế giới bình an. Nam mô nhị nguyện cầu của mình thất tổ tịnh độ chi sanh. Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu thầy đường tăng long đức thọ phụ mẫu quốc thứ giảng tây phương. Nam mô tứ nguyện cầu ba tánh dạng dân chạy tâm mắt ái khắp mê ly. Nam mô ngũ nguyện cầu Phật tổ thầy tự bi sát tội đệ tử tiêu tai tịnh sự chứ quả thông minh giác đạo quả.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Trí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Nam mô. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hội Tượng Phật Tự Bi Phật Chư Hộ Chú Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Quán Thế Tổ Thiên Đại Chúng Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Mỗi Trời Được Tăng Phước Thọ Mỗi Thứ Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Quán Thế Nguyện Giang Trời Đa Bát Ái Sát Nguyên Nhân. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Tự Bi Sát Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tình Sự Chí Quả Sinh Minh Giác Đạo Quả. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Chư Tát Nam Tán Nam Mô Đại Phật. Nam Mô Đại Phật. Nam Mô Đại Chư Tát Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Nam Mô Đại Phật. Nam Mô Đại Chư Tát Nam Mô Thật Hiến. Vậy là xong. Cái gì đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Trí Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Trí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Trí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Con chỉ niệm Nam mô A Di Đà Phật thẳng thôi. Kính lấy thầy chưa? Bao nhiêu đâu? Còn quan gì đây đây? Chú tám bít kìa. Con cũng gọi luôn rồi. Vậy hả? Dạ. Hai anh em. Anh em sao? Trong nhà chỉ có hai anh em. Ơi bây giờ con đọc lại bài đầu của lại của Quyền Thất Tổ đi. Đứng ở đây đọc đi. Nhưng mà không có đọc được. Sao ạ? Đứng đây đọc. Bởi vì con đã quên hay quên chút xíu. Đầu của lại của Quyền Thất Tổ ngõ đáp ơn bổn sanh thần. Hai con Quyền Thất Tổ hành đó. Đọc lại bài ở đây đi. Con thì kêu không nhớ rõ. Ngày còn hơi nhắc nhắc cơ. Dấu. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi cảm ơn con. Rồi xin chào quý vị nha quý vị. Đó, đây là cậu bé vừa cúng lại giờ cũng như là cách thức cậu bé tu hành cúng lại á như thế nào thì hôm nay Hòa Thương quay với chúng ta cùng xem đó. Và cảm ơn quý vị đã xem video nha.